A90152 của Việt Nam. Điều đáng nói ở đây là sau khi đâm chìm tàu cá của Việt Nam, tàu Trung Quốc không hề có động thái để cứu người, thể hiện sự vô nhân đạo của tàu Trung Quốc. Nó hút biến bằng phải á. Của Việt Nam được lực lượng kiểm ngư Việt Nam đưa vào bờ để đánh giá mức độ thiệt hại và làm bằng chứng tố cáo tàu của Trung Quốc.